là bạn, nếu như bạn là một người thường xuyên đi gặp khách hàng trong những cái cuộc giao dịch mua bán, hoặc là bạn đang băn khoăn làm như thế nào để đưa những cái cuộc gặp đó đạt hiệu quả cao nhất, và khách hàng có thiện cảm với bạn và nhanh chóng gật đầu đồng ý với những cái dịch vụ của bạn, những cái sản phẩm của bạn. Và nếu như đây là bạn đang quan tâm thì video ngày hôm nay là dành cho bạn. Và hãy nhớ hãy sub kênh của Vân Anh để chúng ta có thể kết nối với nhau nhiều hơn. Và ngày hôm nay Vân Anh sẽ chia sẻ với bạn 4 điều và bạn hãy nhớ thật kỹ trước khi mà, hoặc là trong khi mà các bạn gặp khách hàng, để chúng ta có thể tăng lên cái hiệu quả bán hàng và tỷ lệ chốt sale được nhiều hơn, đặc biệt khách hàng sẽ yêu quý bạn hơn rất là nhiều. Nào, những điều mà Vân Anh sẽ chia sẻ với bạn sau đây thuộc về tâm lý học hành vi của con người. Đã có rất nhiều những nghiên cứu khoa học về thực tiễn đã giúp cho những người bán hàng hay là marketing đạt về những cái hiệu quả cao hơn trong công việc của mình. Và bốn điều mà Vân Anh sẽ chia sẻ với bạn ngay bây giờ đó là những cái quả nghiên cứu khoa học giống như vậy. Hãy nhớ rằng để có thể bán hàng hay marketing hiệu quả, bạn sẽ cần phải hiểu về bản chất của vấn đề, chính là tâm lý của khách hàng, chứ không phải là những kỹ thuật hay là tiểu xảo để cho khách hàng đồng ý mua hay mà sau đó họ lại hối hận. Và kỹ thuật đầu tiên đó là hãy để cho khách hàng cảm thấy hối tiếc nếu như họ không quan tâm tới bạn, không quan tâm tới sản phẩm hay là dịch vụ của bạn, mà họ chỉ quan tâm tới việc là có nghĩa là bạn hay là sản phẩm của bạn sẽ làm được cái gì cho họ. Và khách hàng luôn luôn có ở trong đầu một cái suy nghĩ đó là bạn có thể làm được cái gì cho tôi được điều gì trong cái thương vụ này, tôi được điều gì từ cái sản phẩm và cái dịch vụ này. Vì thế nên trong toàn bộ cái thời gian giao tiếp với khách hàng, hãy tập trung nói về những cái gì mà bạn sẽ làm tốt cho họ và quên đi cái việc là bạn đã làm được bao nhiêu những cái thành tựu hay công ty của bạn lớn ra sao, hoặc bạn có cái gì vân vân, nếu như nó không liên quan tới cái việc mà khách hàng được lợi từ đó. Có rất nhiều người nghĩ rằng là bạn đến từ một công ty lớn, một thương hiệu lớn có tầm cỡ thì khách hàng sẽ cảm kích và mua sản phẩm của bạn. Không phải như vậy đâu. Chẳng có ai quan tâm tới bạn là ai, bạn làm việc cho công ty nào, nếu như mà sản phẩm và dịch vụ của bạn không phải là giải pháp mà khách hàng đang tìm kiếm. Và bạn làm như thế nào mà để biết hết được những gì mà khách hàng cần? Đó chính là những cái câu hỏi để bạn có thể tìm hiểu khách hàng trong bán hàng, mà bạn cần phải biết những cách để luyện và sử dụng. Vân Anh đã có rất nhiều những cái video để nói về cái điều này và các bạn hãy tìm và xem lại. Nhưng điều quan trọng Vân Anh muốn các bạn nhớ ở đây đó là khi bạn gặp khách hàng, từng câu từng từ bạn nói ra thì hãy luôn để trả lời một câu hỏi rằng điều này có lợi ích gì cho khách hàng. Và điều thứ hai bạn cần phải nhớ khi gặp khách hàng đó là khách hàng mua hàng bằng cảm xúc chứ không phải bằng tính năng cái sản phẩm độc đáo có một không hai của bạn. Đây là điều mà rất nhiều người bán hàng mắc sai lầm, bởi vì họ cho rằng cái sản phẩm của mình quá độc đáo, quá ấn tượng, quá khác biệt. Chính vì thế nên khách hàng sẽ bị say nắng hay là thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Điều đó có thể xảy ra nếu như khách hàng của bạn đã có một thời gian tìm hiểu và đã ra quyết định trước khi gặp bạn rồi. Khi đó thì cái công việc của bạn chỉ có một cái việc là giúp khách hàng ra quyết định sau cùng thôi. Tuy nhiên phần lớn thời gian khi bạn gặp khách hàng, bạn sẽ có rất nhiều việc cần phải làm và khả năng cao là bạn sẽ phải cho khách hàng thấy là vì sao họ nên lựa chọn sản phẩm hay dịch vụ của bạn, đúng không ạ? Chính vì thế hãy nhớ cái điều thứ hai đó là khách hàng mua hàng bằng cảm xúc. Hay là cái khác, nếu như bạn dành thời gian để nói chuyện về tính năng của sản phẩm thì khách hàng sẽ không bị thuyết phục. Bởi vì như điều đầu tiên mà chúng ta nói, dù có độc đáo tới mấy cũng không liên quan tới họ. Vậy thì cách mà bạn có thể giúp khách hàng để mua hay là dùng cái sản phẩm dịch vụ của bạn là gì? Đó là hãy khơi gợi những cái giá trị về cảm xúc thông qua về những cái đặc tính. Ví dụ, nếu như mà bạn đang bán hũ kem dáng dưỡng da, cái sản phẩm của bạn rất là hiệu quả, thì nếu nhiều người sẽ nói là của tôi có chất A, chất B, chất C, anh chị có thể giảm cái thời gian lão hóa của mình. Tuy nhiên thì khi mà bạn giới thiệu như vậy, khách hàng sẽ không cảm thấy được cái sự kết nối với sản phẩm của bạn. Thay vào đó thì bạn có thể là tư vấn về cảm xúc với khách hàng, ví dụ như là hãy đặt ra những câu hỏi để cho khách hàng có thể nói ra những vấn đề mà họ băn khoăn. Ví dụ như là có bao giờ chị cảm thấy da của chị đang bị lão hóa một cách nhanh chóng, hay là mỗi khi mà chị soi gương ấy, chị có cảm thấy lo lắng không ạ? Đó, thì cái cách mà các bạn đặt câu hỏi sẽ giúp cho khách hàng khơi gợi lên cái cảm xúc của họ để gắn kết với cái sản phẩm của bạn. Bạn hãy nhớ rằng là khách hàng mua hàng bằng cảm xúc, cảm xúc, cảm xúc, nên là hãy để cho khách hàng cảm thấy cần để mua và sử dụng cái sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Điều thứ ba đó là khách hàng mua những thứ họ muốn hơn là những thứ mà họ cần. Hay nói những cái khác, bạn sẵn sàng chi nhiều tiền hơn để mua những cái thứ vượt quá cái sự cần của bạn, nhưng mà bạn vẫn phải muốn ở trong đó. Ví dụ, hãy nhớ lại mà xem.
Khi mà bạn đi mua một chiếc điện thoại mới như thế nào ạ? Có phải là chiếc điện thoại cũ của bạn bị hỏng đúng không ạ? Và bạn chỉ nói rằng là tôi chỉ mua một chiếc điện thoại tầm 3 triệu mà thôi. Nhưng mà khi mà bạn ra tới một cửa hàng, bạn nhìn thấy một iPhone quyến rũ, bạn nhớ tới cái hình ảnh bạn bè mình ai cũng cầm khoe hay là chụp hình bằng chiếc iPhone, thì khi đó bạn sẽ quyết định sở hữu một chiếc iPhone để cho bằng bạn bằng bè. Và sau cùng thì bạn quyết định trong chốc lát rằng là mình sẽ lấy chiếc iPhone 10 triệu thay vì chiếc điện thoại 3 triệu như dự định ban đầu. Nghe có quen không ạ? Đó là bởi vì khách hàng sẵn sàng mua nhiều hơn nếu như cái sản phẩm đó đáp ứng được những cái điều mà họ mong muốn. Vì vậy, đừng dừng lại ở cái việc là khách hàng cần gì, hãy khai thác khi mà họ muốn gì. Đúng không ạ? Và sau cùng thì cái điều thứ tư bạn cần phải nhớ khi mà bạn nói chuyện với khách hàng, đó là hãy ưu tiên giải quyết những cái nỗi đau, những cái niềm đau hơn là những cái sản phẩm để đạt được cái sự vui vẻ. Đó là lý do vì sao mà chúng ta nói là hãy xác định được cái nỗi đau của khách hàng, những cái khách hàng thật sự cần. Bạn hãy tưởng tượng mà xem, nếu như bạn gặp một cái vấn đề nào đó, ví dụ như là về sức khỏe hay là về da cần phải sạch đám sạch mụn đúng không ạ? Thì bạn sẽ ưu tiên dành những cái vấn đề của mình để chữa trị, chứ không phải dành những cái số tiền đó đi du lịch vòng quanh thế giới đúng không ạ? Đó là cái cách mà chúng ta tìm kiếm để giải quyết những cái khúc mắc, những cái nỗi đau của mình trước tiên. Chính vì đó nên là khi bạn ấy hiểu rõ về nguyện vọng của khách hàng và sau đó hãy nhắc tới nó trong quá trình mà giao tiếp với họ, như vậy thì cái khả năng thành công của bạn sẽ cao hơn rất nhiều. Đó là điều thứ tư mà tôi muốn bạn nhớ thật kỹ, học thật thuộc mỗi khi bạn gặp hay nói chuyện với khách hàng. Và khi bạn luyện để hoàn thiện bốn cái vấn đề này thì bạn sẽ chắc chắn là tăng lên cái hiệu quả kinh doanh của bạn lên rất là nhiều. Đây cũng chính là những rất nhiều những cái vấn đề mà Vân Anh sẽ chia sẻ với bạn ở vô cùng nhiều những cái video mà Vân Anh cũng đã làm và sẽ chuẩn bị làm tới đây. Và Vân Anh mong rằng chúng ta có thể kết nối cùng với nhau, đặc biệt hãy sub kênh channel của Hàn Ngọc Vân Anh, hãy bấm chuông và chúng ta sẽ cùng kết nối với nhau, đặc biệt là chúng ta sẽ có rất là nhiều những câu hỏi để thảo luận với nhau. Hãy comment xuống cho Vân Anh những câu hỏi của các bạn để Vân Anh có thể làm rất rất nhiều những cái video khác chia sẻ và giúp đỡ mọi người, đặc biệt là chúng ta sẽ học hỏi được từ nhau ở dưới nhiều. Tóm lại thì Vân Anh sẽ chốt lại bốn điều mà chúng ta cần nhớ. Đó là thứ nhất, khách hàng không quan tâm tới bạn, tới sản phẩm dịch vụ công ty của bạn. Và họ chỉ quan tâm tới cái điều là cái sản phẩm của bạn giải quyết được cái gì cho họ mà thôi. Điều thứ hai, đó là khách hàng mua vì cảm xúc, chứ không phải mua vì tính năng hay là cái sự độc đáo không hai có một không hai của bạn. Điều thứ ba, đó là khách hàng mua những thứ mà họ muốn nhiều hơn là những thứ mà họ cần. Và sau cùng điều thứ tư, đó là bạn cần phải nhớ khi mà gặp khách hàng, đó là khách hàng sẽ ưu tiên lựa chọn cái giải pháp cho những cái nỗi đau, những cái niềm đau của họ hơn là những cái sản phẩm để đạt được cái sự vui vẻ nào đó. Và chúng ta sẽ có rất là nhiều các video khác. Hãy sub kênh của Vân Anh. Một lần nữa hãy sub kênh, hãy chia sẻ kênh của Vân Anh để chúng ta có thể kết nối với nhau nhiều hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chuỗi video tiếp sau của Hàn Ngọc Vân Anh. Xin chào ạ.